Rồi, hôm trước ở kỹ thuật số 3, thầy đã hướng dẫn cho các bạn tìm vấn đề về khoảng thời gian ngắn nhất hoặc là lớn nhất đúng không? Thì hôm nay thầy sẽ tiếp tục cho các bạn một kỹ thuật tiếp theo của nó trong cả việc áp dụng vào tìm thời điểm. Tức là cũng liên quan đến thời gian nhưng lúc này nó không còn là khoảng thời gian nữa, các bạn hiểu không? Hôm trước là khoảng thời gian ngắn nhất đi từ vị trí x1 sang vị trí x2 hoặc là nó thỏa mãn một trạng thái 1 sang trạng thái 2, nhưng mà với điều kiện phải là khoảng thời gian nó phải ngắn nhất hoặc là lớn nhất theo yêu cầu của bài toán. Nhưng bây giờ thầy không yêu cầu tìm khoảng nữa, mà thầy sẽ hướng dẫn các bạn một kỹ thuật sử dụng vòng tròn cho vấn đề là tìm chính xác cái thời điểm. Tức là gì? Đã nói thời điểm rồi thì phải có mốc thời gian. Như vậy thông thường thì họ sẽ bắt đầu cho các bạn là từ lúc t bằng 0. Đúng không? Tức là cái trạng thái ban đầu của vật nó đang như chỗ nào, xác định được chỗ đấy ra. Sau đó từ t bằng 0 này đến cho cái lúc nào mà nó đi qua một cái vị trí xác định theo là yêu cầu của bài toán. Được chưa? Thì đây chính là cách tìm thời điểm, tức là tìm hẳn cái thời gian ra cái lúc đó là thời điểm nào. Các bạn hiểu vấn đề chưa? Đấy, thì nội dung bài toán này là như vậy. Và kỹ thuật áp dụng ở đây chúng ta vẫn sử dụng kỹ thuật vòng tròn. Nhưng bạn lưu ý đây thêm một chút này. Ở đây thầy yêu cầu là xác định cho thầy qua cái vị trí xác định lần thứ n. N ở đây các bạn phải chịu khó mở rộng ra cho thầy. Nó không nhất thiết phải là gì 1, 2, 3, 4 hoặc là gì 5, 6, 7, 8 hoặc là thậm chí là lên tới một vài nghìn lần. Và các bạn có thể mở rộng ra n này có thể là gì? Là lần đầu tiên, chả sao cả, đúng không? Hoặc lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí là lần gì? Lần thứ 2020, cái năm mà các bạn thi, có thể họ sẽ ra đề theo kiểu như vậy. Đấy, thì các bạn cần lưu ý thầy nhá. Ok, thế giờ với cái loại này này, thì các bạn phải hiểu thầy là cái vị trí xác định đây nó không nhất thiết là bao gồm có một x chứ không đâu, mà nó có thể thỏa mãn về vận tốc, về gia tốc, về lực, đúng chưa? Thậm chí là sau này các bạn sẽ liên quan đến vấn đề về động năng và thế năng. Thì chúng ta hoàn toàn có thể chuyển đổi qua được về vị trí, tức là về vị lý độ x. Các bạn lưu ý nhá, thậm chí là gì? Chúng ta có thể làm cao cấp hơn là ngoài cách sử dụng vòng tròn của lý độ x, chúng ta còn có thể sử dụng vòng tròn cho vận tốc v, cho gia tốc a. Vì đây là những hàm điều hòa nên ta hoàn toàn dùng vòng tròn được. Đấy, các bạn lưu ý. Ok. Giờ với cái dạng này này thì phương pháp chung là dùng thế nào? Thì thầy sẽ bắt đầu cho các bạn nhá, được chưa? Chắc chắn rồi. Thì với cái phương pháp này thì bước đầu tiên ấy là chắc chắn là các bạn phải vẽ thầy các vòng tròn trước, đúng không? Đó là nguyên tắc. Ta cứ vẽ đi. Đây, bước 1. Trường hợp này là thầy đang xét cho lý độ x nhá. Rồi sau này các bài toán về vận tốc, về gia tốc các bạn còn vẽ như vậy thôi, không khác gì cả. Đấy, nhưng chỉ khác ở chỗ biên độ thôi. Ví dụ ở đây thầy đang dùng vòng tròn chỗ x, thì vòng tròn này của thầy đây các bạn, thầy sẽ phải dùng cái gì? Dùng đúng ký hiệu của nó. Mình đang dùng x thì cái trục này ví dụ thầy đang chọn là trục O. OX là trục biểu thị dao động điều hòa, đúng không? Ok. Và nó sẽ gắn với biên độ, đúng không? Ví dụ biên độ của x, được chưa? Lý độ âm thì là trừ A, mà lý độ dương là dương A. Đấy, các bạn lưu ý thầy. Đấy. Rồi, chúng ta có vòng tròn đúng không? Có bán kính và trục OX nằm ngang, thể hiện cho cái bài toán này của thầy là đang liên quan đến vị trí. Thế còn sau này ví dụ như nó hỏi là gì? Vận tốc lúc đó như thế nào? Được chưa? Thì ta sẽ làm thế nào? Ta sử dụng vòng tròn này của vận tốc. Nhưng khi đó các bạn thay đổi có thể cái trục này thôi. Cái tên gọi trục này nó không còn là trục OX nữa, mà nó sẽ là trục gì? Trục vận tốc. Đấy, thì đây sẽ là trừ Vmax, còn đây sẽ là Vmax. Tương tự như vậy cho gia tốc A, đúng không? Cho lực phục hồi. Tóm lại là những hàm điều hòa nào là các bạn cứ dùng thầy cái trục tướng như thế. Được chưa? Nhưng mà thông thường ấy thì các bài toán các bạn có thể chuyển được về x chỉ qua các hệ thức độc lập với nhau. Thì ta sẽ ghi bài toán này về vòng tròn cho x. Được chưa? Đây là vòng tròn chung. Nên thầy đưa cái phương pháp này, phương pháp chung để các bạn hình dung. Thế còn tí nữa khi mình làm bài tập đấy thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng chi tiết hơn nhá. Ok. Với bước 1 rồi. Xong rồi đúng không? Cái này các bạn có thể vẽ ra giấy A4, vẽ nhiều lên thầy dùng cho nó đã nhá. Rồi, bây giờ đến bước 2 là cái gì nhỉ? Chắc chắn là bước 2 ta phải xác định được cái gì? Thời điểm ban đầu. Là vì cái mốc thời gian rất quan trọng đúng không? Ok, đến bước 2 các bạn lưu ý thầy. Xác định rõ, đọc yêu cầu của đề để tìm được cho thầy cái vị trí lúc t bằng 0. Được chưa? Vị trí này có thể bao gồm cái gì nhỉ? Tọa độ của nó, lý độ x là bao nhiêu? Còn cái v này là cái v ban đầu. Các bạn cũng xác định cái v này để xem coi là gì? Lúc nó đang đi theo chiều nào? Là vì có một số bài toán nó gắn chiều vào. Đi theo chiều âm thì v nó sẽ là dương. Tức là v ban đầu mới nhá. Còn đi theo chiều gì? Đi theo chiều âm thì v nó âm, còn đi theo chiều dương thì v nó dương. Tóm lại là ta dựa vào cái dấu của v để ta biết được chiều của x. Các bạn biết liên hệ này rồi, đúng chưa? Hoặc thậm chí sau này là gì? Người ta chỉ cho mỗi thằng gì thôi, thằng v thôi. Thì ta lại xác định qua thời điểm ban đầu v đang tăng hay đang gì? Hay đang giảm. Từ đó ta xác định chính xác được ngay trên vòng tròn. Thầy lấy ví dụ nhá. Trong trường hợp này của thầy là thầy cho lúc t bằng 0 đi. Nó đang đi qua cái vị trí x 0 là đây này. Đấy, thì thầy xác định x 0 cho. Đấy, ví dụ như là x 0 đây đang lớn 0. Đấy. Bây giờ thầy làm thế nào nhỉ? Thầy sẽ giống một cái đường này đúng không? Được chưa? Để xác định coi là các vector quay trên vòng tròn là ở chỗ nào. Đây, sau khi giống được gì? Một cái đường vuông góc với trục hoành tại x0, thầy sẽ có hai vector tương ứng đúng không? Đây, vector này là vector ví dụ như là
OM đấy. Còn vector này là vector O, ví dụ như là ON, ví dụ thế đi. Đấy, bây giờ có hai vector OM và ON này thì lấy vector nào? Thì còn phải căn cứ vào yêu cầu của bài toán nữa. Ví dụ như là lúc này họ cho V, thầy tính ra được là V nó dương hay là V nó âm. Ví dụ trường này thầy chọn là V V âm đi, tức là đang đi theo chiều âm. Như vậy ta lấy vector nào? À, thầy nói trước rồi đúng không? Nửa trên vòng tròn theo chiều gì? Theo chiều âm. Như vậy là khi đó cái hình chiếu này này đang có xu hướng chạy theo chiều âm thì thầy sẽ lấy vector OM ở trên. Các bạn lưu ý chưa? Thì thầy chọn được ngay đây là chính là thời điểm ban đầu theo như ví dụ của thầy. Các bạn lưu hiểu nhá. Đây đang ví dụ nhá, là thầy chọn đây là V0 nó lớn hơn 0 này, các bạn phải nhớ nhá. À, V0 đây thầy đang chọn là nó bé hơn 0. Đấy, ví dụ như vậy đi. Được chưa? Rồi, như vậy là gì? Thầy xác định được chính xác vị trí ban đầu của nó này, ứng với vector quay OM trên vòng tròn. Và các bạn phải lưu ý là sau thời gian tiếp theo thì vector OM này nó sẽ phải quay theo chiều là chiều dương quy ước, chính là chiều ngược kim đồng hồ. Hãy nhớ chính xác nhá. Ở đây là bài toán chữa về đi về tương lai chứ không phải đi về quá khứ như hôm trước nữa. Quá khứ hôm trước chúng ta là cần phải lùi lại, tức là biết thời điểm hiện tại các bạn lùi lại. Nhưng bây giờ là gì? Xác định thời điểm cơ mà. Như vậy nghĩa là gì? Biết gốc thời gian rồi thì sau đó thời gian tăng thêm. Vậy đến lúc nào đó mà nó thỏa mãn điều kiện này thì chính là bài toán ở tương lai chứ không phải là bài toán quá khứ. Do vậy chúng ta là phải quét theo chiều là chiều ngược kim đồng hồ, theo chiều dương quy ước, các bạn lưu ý. Đấy. Bây giờ xong bước 2 nhá. Còn một vấn đề nữa. Đó là vấn đề gì nhỉ? Đây mới là thời điểm ban đầu thôi. Thế còn cái thời điểm bài yêu cầu là thời điểm nào? Phải xác định ra chứ, đúng không? Ok, chính là cái bước trong cái ý này các bạn cần xác định, đó chính là gì? Xác định được cái vật là cái vị trí của vật lúc thời điểm T là cái thời điểm mà mình đang cần xác định, các bạn hiểu nhá. Nhưng khi đó bài cho tính chất rồi, tức là lúc đó nó đã biết x1, ví dụ như trong điều kiện này của thầy, được chưa? Rồi thầy lấy bừa một cái nhá. Thầy ví dụ đi. Ví dụ như lúc đó là nó đang đi qua vị trí x1, x1 này nó đang có ly độ là âm. Đấy, được chưa? Rồi. Ok chưa? Thì thầy cũng làm tương tự như vậy, thầy phải xác định coi là cái vector quay của thầy nằm đâu đã. Đấy, cũng dựa vào góc này thầy, đúng không? Đây. Được chưa? Thì nó sẽ có hai vector quay ở trên và dưới. Trường này thầy lại cho cái trường hợp này là nó cho là gì? À, ví dụ gắn thêm chiều vào nhá. Gắn thêm chiều vào thì đang theo chiều dương thì thầy sẽ lấy vector ở dưới. Ví dụ đây. Đây. Là vì ở dưới vòng tròn bạn biết rồi là đang theo chiều dương mà. Đây. Thì thầy sẽ chọn cái này là M phẩy. Đấy. Chính là ở thời điểm T mà chúng ta cần xác định quay cái T là bao nhiêu giây để thỏa mãn yêu cầu. Đấy. Như vậy các bạn xác định xong rồi đúng không? Nhưng bây giờ vấn đề là gì? Xác định rõ thầy cái T là như thế nào. Các bạn lưu ý nhá. Giờ muốn xác định cái T này ta làm thế nào nhỉ? Phải làm nào? Phải tính góc quét đúng không? Đúng chưa? Rồi, bây giờ góc quét là góc nào? Là cái góc mà từ lúc bắt đầu, từ lúc T bằng 0 cho đến cái lúc mà gì? Thỏa mãn yêu cầu của bài toán. Được chưa? Trong trường hợp này thầy giả sử là gì? Nó đi qua cái vị trí này một lần đi. Được chưa? Một lần thì nghĩa là gì? Nó sẽ đi đến đây luôn. Đấy. Được chưa? Như vậy ứng với góc quét là MOM phẩy. Ví dụ như bài này có thể là như vậy. Thế còn sau này có thể là họ mở rộng ra cho các bạn là gì? Đi hai lần, đi bốn lần và đi gì? Đi tới hàng ngàn lần. Thì ta làm thế nào? Thì các bạn lại phải lưu ý là gì? Để ý thầy này. Khi cái bài toán mà N này là một số lớn thì ta làm như sau này, các bạn ý này. Từ chỗ này đúng không? Các bạn thấy là gì? Cứ sau một vòng nó trở về đây. Thì khi đó nó đi qua cái vị trí xác định này là bao nhiêu lần? Nếu gắn vào chiều như trong trường này của thầy là đi qua x1 theo chiều dương thì rõ ràng các bạn ý là gì nhỉ? Là trong một chu kỳ này thế nào? Nó chỉ đi qua cái này đúng một lần. Như vậy là gì? Nếu như lần thứ 2011, ví dụ thế đi, thì rõ ràng là gì? Chỉ cần bao nhiêu? Cần 2010 vòng là nó sẽ về đến đây. Và đồng nghĩa việc là đã đi qua cái vị trí này là 2010 lần. Nhưng chúng ta thiếu một lần nữa. Vậy thì nghĩa là từ đây các bạn phải quét thêm cho thầy một đi một cung, cũng chính là cung MOM phẩy, để đảm bảo là nó động đến cái này một lần nữa. Đấy. Như vậy trong trường này bài toán của thầy đang đưa ra cho các bạn là gì? Là cái này của thầy nhá, là đang gắn với chiều. Có nghĩa là nó đi qua cái vị trí này đúng một lần. Thì nếu thầy không gắn chiều vào thì chắc chắn là nó sẽ có hai thời điểm, đúng không? Thời điểm trên và thời điểm dưới, tức là đi qua x1 này tới hai lần. Đấy, các bạn phải để ý nhá. Rồi, như vậy cái bài toán mà đi qua thời điểm hai lần như vậy thì tí nữa có ví dụ cho các bạn là các bạn sẽ hình dung được ngay. Còn cách làm nó đều tương tự, dựa trên cái cơ sở là xác định được cái góc quét từ cái thời điểm T bằng 0 cho đến cái thời điểm xác định. Được chưa? Đó là phương pháp chung. Còn góc quét này xác định cụ thể thế nào thì còn phải tùy từng bài toán nữa, tùy từng trường hợp là đi qua cái vị trí đấy bao nhiêu lần, có gắn chiều chuyển động không. Được chưa? Thì ở bài tập ví dụ các bạn sẽ được hiểu hơn. Bây giờ các bạn cứ nhớ thầy phương pháp chung là gì? Xác định góc quét cho thầy chính là góc MOM phẩy. Đấy. Biết được góc quét rồi
thì ta sẽ biết được ngay thời điểm t là bao nhiêu. Vì sao nhỉ? Là vì ở đây mình quét từ t bằng 0. Được chưa? Mà trong chuyển động tròn đều các bạn biết rồi. Khi biết được góc quét, chúng ta đem góc quét này ra chia cho tốc độ góc là omega, nó chính là bằng tần số góc trong tốc độ điều hòa. Thì các bạn sẽ tìm được ngay gì? Thời gian t từ lúc t bằng 0 cho đến t. Được chưa? Cũng chính là khoảng thời gian luôn trong trường này chính là bằng t. Là vì delta t là t trừ 0 chứ nó bằng t rồi. Các bạn hiểu chưa? Rồi. Vậy cách xác định thời gian thế nào? Chính là bước cuối cùng chúng ta cần xác định với thầy. Đây. Dựa vào hệ thức cơ bản mà trước thầy đưa các bạn đây. Đúng không? Lấy góc quét chia cho tốc độ góc, thầy viết lại cho các bạn rồi. Nếu dùng độ nhá thì phải chia 360 độ, được chưa? Rồi nhân với thầy chu kỳ đây. Ok chưa? Còn nếu các bạn dùng cái này ở đơn vị là gì? Là radian thì omega này là radian trên giây. Tại các bạn chia nhau nó cũng sẽ ra thời gian. Nhưng phải lưu ý thầy không được nhầm lẫn trong cái dạng chung này của thầy, là cái việc xác định delta phi này nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố của bài toán. Các bạn phải lưu ý điều này. Được chưa? Biết phương pháp chung là từ vòng tròn rồi, nhưng không phải ai cũng có thể xác định rõ ràng được như thầy cái delta phi này đâu. Là vì các bạn thường sai là sai ở cái delta phi, chứ không phải là sai ở cái vấn đề gì xác định sai điểm chỗ này. Vì cái này thực sự các bạn đều biết cả, nhưng gần như là sai ở chỗ này này. Được chưa? Có nhiều bạn là xác định thừa góc, có nhiều bạn là xác định thiếu góc. Bây giờ qua bài tập ví dụ sau các bạn sẽ hiểu rõ hơn về cái sử dụng phương pháp này riêng cho từng trường hợp thế nào nhá. Các bạn cùng thầy sang bài tập ví dụ. Rồi các bạn quan sát thầy ví dụ số 15 để các bạn áp dụng kỹ lại thầy cái kỹ thuật vừa rồi nhá. Nào, ví dụ số 15. Một vật dao động điều hòa với phương trình x chỉ bằng 4 cos 10 vt trừ vi trên 3. Như vậy chắc chắn là họ cho phương trình ở đây. Phải có phương trình chúng ta mới xác định được thời điểm ban đầu. Còn nếu không cho phương trình thì sau này họ có thể họ nói rõ là lúc t bằng 0 đang có tính chất gì thì các bạn sẽ dùng được ngay. Rồi trong trường này có phương trình rồi và các bạn lưu ý thầy đơn vị x chỉ là cm nhá. Rồi, xác định thời điểm gần nhất nhá. Ok. Mà vận tốc của vật nó bằng 20 pi căn 3 cm trên giây và đang tăng kể từ lúc t bằng 0. Như vậy ngay cái từ thời điểm gần nhất thì các bạn thấy là gì? Nó cũng giống khoảng thời gian nhỏ nhất hôm trước các bạn làm. Có nghĩa là gì? Là thời điểm đầu tiên mà nó chạm được cái trạng thái này. Là trạng thái mà vật đang có vận tốc là 20 pi căn 3. Các bạn lưu ý thầy nhá. Ở đây vận tốc của vật tức là đang nói về mặt giá trị. Được chưa? Chứ không phải độ lớn nhá. Tốc độ sẽ khác vận tốc. Như vậy đây là nó đã cụ thể mặt giá trị rồi. Ok chưa? Rồi, thứ hai là gì? Nó đang tăng, tức là cho biết rõ được là gì. Các bạn sẽ xác định chính xác được cái vector OM nó nằm ở đâu với cái điều kiện đang tăng này này. Là vì thông thường khi có một giá trị, các bạn thấy là trên vòng tròn nó sẽ có tới hai điểm cắt. Như vậy lấy điểm cắt nào, được chưa? Thì ta sẽ dựa vào điều kiện này. Bây giờ đấy cụ thể nha, các bạn lưu ý này. Ở đây đối tượng của bài toán ấy, nó là liên quan đến vận tốc, nhưng trong khi nó cho phương trình của ly độ. Thế giờ làm nào nhỉ? Lúc nãy thầy dạy các bạn là gì? Gì vẽ vòng tròn của x đúng không? Được chưa? Cách đó được, các bạn phải áp dụng cho x chỉ được. Nhưng khi nó mắc công các bạn lại phải đổi cái này nó về x chỉ hay là bằng bao nhiêu. Các bạn dùng hệ thức độc lập, đúng chưa? Đấy, nhưng mà bước làm sẽ dài dòng hơn rất là nhiều. Là vì khi đó là còn liên quan đến giá trị của x. Nó đảm bảo nào sao cho cái thằng v này này nó bằng nấy này và đang tăng. Tức là chúng ta lại vừa chuyển đổi về x chỉ lại vừa kết hợp với cái điều kiện đang tăng này nữa. Thì như vậy là nó sẽ là lâu hơn. Ok chưa? Vậy thầy đã bảo các bạn rồi. Đã là hàm điều hòa của x thì V nó cũng là hàm điều hòa. Thế tại sao mình không dùng trực tiếp cái hàm điều hòa của V? Có đúng không? Như vậy muốn dùng được trực tiếp hàm điều hòa của V thì ta lại phải đưa ra là phương trình của V. Mà đưa phương trình của V thì các bạn thấy rất nhẹ nhàng không? Đây là phương trình của x mà thầy dạy các bạn chuyển đổi rồi. Từ x sang V rất dễ nhớ rồi đúng không? Vận tốc nhanh pha hơn ly độ bằng góc là pi trên 2. Còn biên độ của vận tốc thì chính là V max thì bằng biên độ của x trừ nhân thêm gì thôi? Nhân thêm omega. Vậy thì trước khi làm cái này thầy chuyển đổi về vòng tròn cho về phương trình vận tốc nhá. Ok. Nào, với x chỉ bằng này thì ta sẽ có được ngay là vận tốc. Nếu bạn nào mà quên này thì nhắc lại này, đạo hàm của x theo thời gian, được chưa? Đấy. Ok chưa? Dùng toán học đạo hàm này thầy. Còn nếu không thích đấy, nhớ theo kiểu thầy dạy là gì? Là nó sẽ là biên độ tăng lên. Này, nhân thêm omega vào đây, tức là 10 pi nhân thêm 4, ta sẽ ra được ngay V max nó sẽ là 40 gì? 40 pi. Các bạn thấy chưa? Đấy. Còn bên trong cốt nha, ta vẫn viết lại cái hàm cốt này, nhưng pha của thằng gì đây? Thằng x nó trễ hơn pha của v mà góc là pi trên 2. Thì các bạn sẽ lấy cái pha này cộng thêm pi trên 2 thầy vào là ra pha của v. Như vậy thầy cộng nhẩm luôn nhá. 10 pi t này. 10 pi t các bạn lưu ý nhá. Được chưa? Nào nhẩm thầy nào. Trừ pi trên 3 này mà cộng thêm với bao nhiêu nhỉ? Cộng thêm với pi trên 2 như vậy là thành cộng pi trên 6 đúng không? Được chưa? Vậy là 10 pi t cộng với pi trên 6. Đây các bạn ý thầy. Ok chưa? Đơn vị của cái này là cm là x thì cái v này đơn vị chúng ta vẫn sẽ là cm trên giây. Đó các bạn ý thầy đơn vị. Ok chưa?
Như vậy có phương trình của V rồi. Bây giờ chúng ta làm gì? Nhớ lại thầy là gì? Có hàm rồi, ta đi vẽ vòng vòng tròn để xác định các vị trí mà bài toán nó hỏi, đúng không? Nào, chúng ta quan sát vòng tròn thầy nhá. Đây. Vòng tròn này thầy đang dùng vòng tròn là vòng tròn cho vận tốc các bạn nhá. Do vậy cái trục này của thầy thể hiện đó chính là trục vận tốc. Đây, vậy là V, được chưa? Còn đây sẽ là giá trị âm max, âm giá trị nhỏ nhất của V, đó chính là trừ bao nhiêu đây? Trừ 40 pi đúng không? Các bạn viết luôn vào thế này. Đấy. Đây là giá trị V bằng 0. Còn đây V max nó sẽ là bằng 40 pi, được chưa? Đơn vị của V đây là cm trên giây, chúng ta đang dùng như vậy. Đấy, nhưng mà ta có vòng tròn của V rồi. Được chưa? Các bạn phải hiểu thầy là gì? Nó là hàm điều hòa. Vậy thì giờ để tìm thời gian từ lúc t bằng 0 cho đến gì? Đến cái thời điểm mà nó thỏa mãn tính chất này của V này. Được chưa? Thì ta cũng quen như là gì? Là khi đó các vector OM nó thể hiện cho cái hàm điều hòa của V. Được chưa? Thì vector OM này cũng đang quay tròn đều trên cái vòng tròn bán kính là bằng R. R này chính là bằng 40 pi. Các bạn nhớ nhá. Rồi, bây giờ ta để ý này. T bằng 0 đâu nhỉ? Xác định T bằng 0 chúng ta đang dùng vòng tròn cho V, ta mới dựa vào cái này. Các bạn thấy chưa? Thì cách xác định T bằng 0 rất là nhẹ nhàng thôi. Khi T bằng 0 lắp vào đây thì cái pha của dao động này thành pha ban đầu chính là góc pi trên 6. Vậy thầy sẽ vẽ được ngay góc pi trên 6 và ra ngay giá trị của V ban đầu mà không cần phải xác định hai trường hợp như nãy nữa, đúng không? Vì sao? Là vì cái pha này đã xác định chính xác cho các bạn rồi về trạng thái của vật rồi, được chưa? Nên khi biết chính xác được pha thì ta sẽ biết được ngay vị trí hoặc trạng thái của vật mà không cần phải xét các trường hợp khác nữa. Nào, vậy góc pi trên 6 các bạn học rồi đúng không? Vẫn là quay theo chiều ngược kim đồng hồ theo góc đựng giác, đúng chưa? Là góc dương. Như vậy trường này là pi trên 6 là 30 độ chia cái này là 3 cung, có thể lấy thầy cung 1/3 đây. Vậy thầy có được vector OM. Đây chính là vector OM biểu thị cái vận tốc V ở thời điểm T bằng 0. Được chưa? Đây. Đó, và đây chính là lúc ban đầu của V đây các bạn. Các bạn gióng xuống rồi, nếu bạn nào quan trọng hơn thì gióng xuống thầy. À khi đó biết ngay là vận tốc của vật cũng đang dương này. Tức là lúc T bằng 0 là vật đang đi theo chiều dương đây. Nhưng đây là vì V nhá, đây các bạn đừng hiểu là chiều chấn động, bây giờ không còn là chiều chấn động nữa, mà đây là chiều của vận tốc thôi. Bên này là V âm, bên này là V dương. Như vậy các bạn nhìn vào đây thấy ngay giá trị V là đang dương, thì các bạn liên hệ về, lại về X thì thầy đang dương tính tỏ là vật đang đi theo chiều dương. Là vì dấu của V là dấu quyết định chiều. Đấy, còn đây thầy đang dùng là dùng trục biểu diễn của V, nên các bạn đừng nhầm lẫn sang với cái vật đang di ý này nhá, không được làm như vậy đâu. Được chưa? Rồi. Như vậy khi đó thấy ngay là vậy lúc T bằng 0 này, vận tốc là V0 đây. Đúng chưa? Đang lớn hơn 0 này. Đấy. Và đang thế nào nhỉ? Cái hình chiếu đang chạy về đâu các bạn nhỉ? Chạy về phía bên này. Có nghĩa là giá trị của V nó sẽ bị giảm dần đi. Khi mà gì? Sau thời gian T bằng 0 một chút xíu thì nó V đang sẽ giảm dần đi. Đấy, các bạn biết được ngay là xu hướng V tăng hay V giảm chưa? Trường này là vận tốc đang bị giảm lúc T bằng 0. Rồi. Như vậy xong trạng thái ban đầu rồi, tức là thời điểm ban đầu T bằng 0. Bây giờ là xác định cho thầy là cái gì? Cái thời điểm này là thời điểm V nó bằng 20 pi căn 3 và đang tăng. Thế giờ xác định thầy 20 pi căn 3 nằm trên cái đoạn này, đây là dương. Vậy thì 20 pi căn 3 nằm ở đâu? Đây là 40 pi. Vậy thì 20 pi căn 3 đấy nó sẽ chiếm bao nhiêu phần nhỉ? Các bạn sẽ nhẩm này thầy này. Có hai cách làm nhá. Một là ta sẽ nhẩm cái tỷ số của giá trị V cần tìm này là 20 pi căn 3. Được chưa? Các bạn chia cho cái V max có thể là 40 pi. Đấy. Được chưa? Thì ra nó là bao nhiêu đây? Ra căn 3 trên 2. Tức là cái tỷ số này là căn 3 trên 2. Mà cái tỷ số này này, các bạn nhớ thầy này, nó cũng chính là V trên V max thầy đang xét mà. Và tỷ số này các bạn biết rồi. Hình chiếu ấy là V, còn cạnh huyền là V max. Mà V trên V max thì ra cốt của góc hợp với cái vector biểu diễn V khi đó với trục hoành. Và thầy thấy ngay cái cốt này này, nó là bằng căn 3 trên 2. Các bạn hiểu chưa? Như vậy các bạn bấm máy tính cho thầy, cái góc nào mà ứng với cốt bằng căn 3 trên 2 thì các bạn bấm máy tính shift cốt ngược lại là ra được ngay cho thầy được cái góc này là 30 độ. À, như vậy đâu chính là chỗ này luôn. À. Nó trùng luôn với cái T ban đầu, đúng chưa? Không sao. Bây giờ các bạn để ý thêm một chút thầy là gì? Nó gắn thêm một cái điều kiện gì đây? V đang tăng. Đúng chưa? Như vậy là gì? Xác định được cái vị trí này nó chính là căn 3 trên 2 vì góc này là góc 30 độ. Đấy, thầy vừa kiểm tra được từ chỗ này ra thì cũng sẽ dựng cho thầy một cái hình chiếu. Được chưa? Tại cái chỗ là căn 3 trên 2 ứng với V là bằng 20 pi căn 3 thì ta sẽ có được hai vector quay đúng không? OM ở trên rồi và vector quay ở dưới nữa. Được chưa? Vector này là OM phẩy. Đấy. Nhưng các bạn lưu ý này, ở đây OM là lúc T bằng 0. Còn cái OM phẩy này, tại sao thầy lấy OM phẩy mà lại không lấy là trùng với OM lúc đầu? Là vì điều kiện của bài toán cho là V đang tăng, các bạn thấy không?
ở phía dưới vòng tròn đúng không? Thì cái vector quay này nó có hình chiếu đang có xu hướng chạy về phía nào? Về phía bên tay phải của thầy, tức là về phía gì đây? Về phía V dương đang tăng. Đấy, còn ở trên là V đang bị giảm, còn ở dưới là V đang tăng. Như vậy là gì? Xác định chính xác được của thầy cái thời điểm mình cần tìm là nằm ở đây không? Thế là ứng với vector quay OM phẩy. Nào, OM phẩy đây chính là thời điểm T chúng ta cần tìm này. Rồi, các bạn lưu ý nhá. Như vậy cái khoảng thời gian từ lúc T bằng 0 cho đến gì? Cho đến T này ứng với góc quét nào nhỉ? Đó chính là bước số 3 các bạn cần tìm góc quét. Chính là góc M OM phẩy như là góc nào? Các bạn phải nhớ này, cái vector này nó quay là quay theo chiều ngược kim đồng hồ. Như vậy nó sẽ quay thế này. Đây, góc nó tăng dần tăng dần tăng dần. Lần đầu tiên nó sẽ chạm phải là chỗ này. Là chỗ chúng ta cần xác định. Đó, các bạn thấy chưa? Đây mới là góc MOM phẩy, chứ không phải là góc này, không phải là góc nhỏ này đâu. Nên tại sao thầy bảo các bạn là cái hay bị nhầm cái xác định góc delta phi là như vậy? Là vì các bạn quên mất chiều. Các bạn quên mất cái chiều quét là vẫn là chiều đúng thời gian tăng, đó là ngược kim đồng hồ kia. Và nhớ làm gì? Phải quay đúng thứ tự của thầy này. Đây, và đồng quay theo chiều ngược kim đồng hồ cho đến khi nào đây là lần đầu tiên mà, gần nhất mà. Lần đầu tiên cái là chạm vào đây. Tức là đúng với cái trạng thái yêu cầu cần tìm là V bằng 20 bi căn 3. Các bạn thấy rõ vấn đề chưa? Rồi, bây giờ xong vấn đề rồi đấy. Vật lý xong. Bây giờ toán học thôi. Xác định góc này thầy ra bao nhiêu độ nhỉ? Cái này 30 độ này. Cái này cũng 30 độ là vì hai cái này đối xứng nhau. Đấy là cái xác định nhanh. Như vậy góc này là nhỏ này là 60 độ. Vậy góc còn lại của thầy nó chính là bao nhiêu độ? 360 trừ 60 đúng không? Vậy ta tìm được góc quét của thầy lúc này là delta phi. Nó sẽ bằng mấy đây? Bằng bao nhiêu? 360 độ trừ cho 60 độ đúng không? Được chưa? Thầy viết này cho các bạn dễ hình dung. Bằng 300 độ. Đấy, tìm được góc quét chưa? Thầy đang lấy độ đúng không? Bây giờ nhớ thầy nào. Một vòng thì là 360 là ứng một chu kỳ. Vậy thời gian nó sẽ là gì? Cần tìm nó sẽ là T. Được chưa? Đấy, nó sẽ bằng góc quét này chia cho bao nhiêu? Chia cho 360 độ. Đấy, thầy đang để là 360 mà. Nhân với chu kỳ T thôi. 300 chia 360 rút gọn thầy là bao nhiêu nhỉ? Chia cho 6 thì cái này là 5/6. Đúng rồi. Ok, vậy nó sẽ là bằng 5 lần chu kỳ chia cho 6. Đấy. Bây giờ vấn đề còn lại là tìm cho thầy cái chu kỳ này là bao nhiêu? Từ cái chu kỳ này các bạn sẽ tìm được ngay thời gian cần tìm đúng không? Chu kỳ nào? Thì các bạn nhớ lại thầy chu kỳ tìm từ đâu? Tìm từ omega đúng không? Bài nó cho omega này là bằng 10 bi. 10 bi đúng không? Đơn vị đây là radian trên giây. Đấy. Thì các bạn sẽ tìm được ngay chu kỳ của thầy là 2 bi trên omega. 2 bi mà chia cho 10 bi nó còn là 1/5 giây. Xong chu kỳ rồi. Đem b vào đây thầy. Như vậy là 5/6 nhân thêm 1/5. Vậy nó chính là bằng 1/6 giây. Đó chính là kết quả ta cần tìm. Vậy cái t này của chúng ta nó chính là 1/6 giây. Đó. Đấy, các bạn khoanh thầy được đáp án nào chưa? Đáp án A. Đấy. Các bạn thấy chưa? Bằng phương pháp là gì? Sử dụng vòng tròn của V như là một vòng tròn tương tự như của X. Nhưng chỉ khác một điều là đừng có nhầm tưởng với thầy là vật đang đi thế này. Không phải. Đây là thể hiện chiều thay đổi của V. Các bạn phải hiểu chưa? Thì nó cũng ứng như một cái hình chiếu của vector OM đang quay tròn chạy đi chạy lại thôi. Nhưng hình chiếu này nó không phải là của X. Các bạn đừng nhầm với cái thằng vật trong rộng điều hòa nha. Đấy, như vậy qua cái phương pháp này các bạn thấy là gì? Dùng X thì được là hàm điều hòa. Thì những hàm điều hòa khác các bạn cũng dùng được. Vẽ không sao cả. Nhưng khi đó ta bỏ ngay cái tư tưởng là gì? Cái trục này là trục chuyển động. Đừng nghĩ như vậy là ok. Và ta biết rằng là trục này là trục thể hiện cho đối tượng mình đang khảo sát thôi. Là vận tốc ở đây trong trường ví dụ của thầy. Đấy, các bạn để ý nha. Rồi, như vậy là qua ví dụ này các bạn thấy là gì? Bài này thầy đang đưa ra mức độ cấp 1. Là gì? Là chỉ có lần đầu tiên thôi. Tức là gần nhất. Bây giờ thầy sẽ nâng cấp lên. Bây giờ một lần thứ cao hơn thì sao? Ví dụ lần thứ 1000, ví dụ như là 2000 hay mấy ngàn thì đấy nha. Các bạn cùng theo dõi thầy ví dụ số 16 để chúng ta nâng cấp kỹ năng làm lên.